đúng như vậy rồi. Hôm nay thì bắt đầu anh em thử vào làm cho ông bà. Ở cái cột ông ơi, cái hú cột này có nhờ được người đào chưa? Có đây rồi anh em ơi. Các cháu ở đây. Xi cát thế nào nhở? Xi cát trong kia là muốn nhờ công có cái xe lôi đây này. Chưa trong có rồi, khỏi rồi. Muốn nhờ cái xe lôi này khỏi phải mượn. Vâng. Là một chiến thôi, cả chói cả chi luôn, ba bao chi. Lên nhớ. Ở đây có cát rồi không? Cát có rồi. Cát có rồi nhỉ? Thế là bây giờ chói với chi thôi nhỉ? Cát đây rồi. Con vừa. Ở cái kích thước làm cho ông bà này là 4 mét dài, tức là hình vuông mọi người ạ. Hình vuông. Đây là hình như đang hàn sản. Sản hay là cột nhỉ? Hay cột. Chắc là cột bịt. Tí nữa hàn thế này không tí nữa dựng lên. Hiện tại là chúng con đến chỗ để lấy sỏi này, lấy cát này và lấy xi nữa, bởi vì là ở cái chỗ con ấy, thường mọi người cũng biết đấy, cái người ta cũng vẫn có câu là mưa gió miền Trung đấy. Thì gió nó to lắm, nó thỉnh thoảng nó hay có cái trận lốc xoáy, thì thành ra làm cho ông bà thì phải làm chắc chắn, không mà nó gió nó lốc nhưng nó bê hết ra ruộng cho ông đi thì công công hết. Anh ơi, khả năng lấy lên 2 bao thôi anh nhỉ? Lấy 2 bao thôi. Bốn cột mỗi cột nữa bao là đẹp, còn 3 bao thì nhiều quá. Một cột là nghe cũng to rồi đấy. Đây ông chú đây. Cha cứ cởi chiến vậy. Những cái chi phí này là không có ở trong đội thợ sắt nên là mình phải ấy ra. Xong thì ông bà thì cũng kiểu có tuổi cũng chả có gì nữa, thì anh em lại thôi đi chợ tự túc vậy. Ta cứ tụt tắc thôi nha. Tụt tắc dần. Có người một bao thôi mà. Vừa vướng xem. Không có dây à? Ờ không. Cái này để đó có chắc không ạ? Đây có đây này. Có đâu. Có chói 1-2 ngay. Đó. Đấy, ngoài đấy, ngoài cổng ngay ngoài cổng luôn. Đó, thịt mới xào và quay mới cũ. Đây có cả thì mình. Chắc là bị lừa mà. Gà có chứ. Cháu đi chợ toàn bị lừa rồi. Đấy. Rồi nên chợ bị sợ như này. Lúc bác sĩ nhìn cháu đông thấy vi trùng nên là sợ. Đấy nhiều không? Chỗ nào có lợn đấy nhỉ? Cái đó bà chị. Bốn chị này, ba chị. Năm chị. Bốn chị. Lấy nhiều không? Bán rẻ thì cháu lấy được nhiều. Bán không đắt. Có bán rẻ được thì bây giờ là nếu mà như cháu lấy là phải 120. Ba chị mà ba chị đáp ăn chi? Còn nghiêm thịnh mông này có 100 thôi. Thế cho 2 cân đi. 2 cân thì bớt đi, lấy nhiều thế à? Cháu là người làng mô mà lấy cứ đòi bớt bảy vậy à? Ôi làng mô mà chả đòi hay bớt. Hay là dân Hà Nội nuôi thế ra biết đường à? Chả làm gì có Hà Nội ở đây. Tiếng hơi hay là Hà Nội bên đây cu gái nhà quê đó. Ôi trời.
thì Hà Nội thì lại chả phải mặc cả vài nghìn cái gì. Đấy nhà làng quê này hắn bơi đeo biết nghe à, không biết cháu ngoài. Trên núi. Núi à? Hai cân hai rồi. Hai cân hai lấy 250. Bớt còn 10.000. Được chưa? Bớt thêm. Đây cái thằng nó đang lay chim nó ra sợ nữa rồi lại người ta lại còn lóc phốt à. Lóc phốt. Này. Không không có đậu à? Đậu đấy đậu. Này. Đậu. Đậu mới tinh là. Đang lấy chim sao đưa vào trong đi TV phải đăng lấy 10.000 hay 20.000 mấy này hành nhá cô chế độ không cô chứ nhà đấy đầy chế độ cô lấy đâu chế độ này cho ăn đi dân già này mới được chế độ chứ để cho người ta hiểu vậy đây tôn kiểu về đây rồi giờ tôn về đây rồi xong là anh em dựng khung bắn thì nhanh hơn. Ừ, bái đi thì lên băng cao đường bài nó mốt bự luôn này. Đấy, đúng đúng luôn to rồi. Rộng chưa? Cái này là 4m, 4m rộng và 4m dài, tức là hình vuông luôn. Đây cao á? Nhìn này, nhìn. Đây là 4m này. Rồi rồi, chị đặng đủ chuẩn rồi. Đúng rồi. Thủ luôn đấy nha. Nếu mà làm như thế này nó song song nhìn nó lại đẹp hơn á, đúng không? Đúng không anh? Hay là thiếu nó cho chó đi. Nhà nó bây giờ nó có liền thì... liền này nó đẹp hơn. Chứ giờ em cứ nói cái này là áp sát đây luôn là bằng cái vâng. Bằng cái này luôn. Đấy đi ra. Rồi nó hất về đấy luôn. Không cài đấy. Đâu không rồi. Ồ. Chúng ta phải làm cỏ. Đất cỏ. Đi hết ra. Có mười tầng của mày đi. Hơi nhiều. Rồi chạy chân đi ngay chạy chân chạy đi. Đó mấy sao này? Chạy chân đi. Bảy con luôn ta đấy. Đưa bảy con luôn đi. Được rồi, kéo ra đi. Ăn được lo một chồng. Cho ăn cả đường. Cho nên nó ăn nó. Cái độ sâu phải 1m đấy mọi người ạ, phải được 1m đấy. Rộng phải 50 phân. Này thì quá chắc. Này không có gió nào giật lên. Nó như luôn đi. Nó như luôn đi. Nó đang là nó lên lại nó dúng. Con thử ra quả. Kẹp quả đó. Chưa đi tông. Sàn mọi người nhìn rộng chưa? Nền khá là đẹp. Hình phủ khá là đẹp. Mỗi cột sẽ là hàm răng chéo ở dưới này để cho nó gió sẽ không vào thế này. Cột nào cũng thế. Gọi là sắt xong rồi đấy. Đẹp chân quá rồi. Ơ bố mẹ đó quá. Ngon. Ngon rất quá. Nó là à. Có cái quán nó quá cái dưới. Dưới này đó cho quá. Ờ được rồi, đang cá nó chi rồi. Đấy nha, bà cô. Cái tiền có linh rồi mà. Chỉ nó hư thấy ta hư thấy. Hay đang đi mà. À.
ta lại nấu ăn trên nhà bác ông bác đây à? Ừ, đây. À. Chắc là nhà ở trên này là nhà anh em. À thế. Nhà ông nuôi được gà, là à. Ông nhốt hai con rồi. Một thịt, một đậu, một rau, một cỏ này nữa. Phải treo lên ạ. Chắc có bà. À, bà ơi. Bà. Con ở dưới nhà ông bác dưới này cầm cái đồ này lên, thấy ông bảo là cầm lên đây để nấu cơm ở trên này. Vâng. Dạ. Bà đang cho gà ăn à bà? Không, tôi đi cắm cơm. Cắm cơm á bà? Dạ. Bếp không phải à bà? Bếp không phải đó, đang nấu nước đó. À bếp đây. Làm trái vậy đó, chưa có làm cái nhà bếp cho nên là đang làm tạm chứ mà nó thôi. Để treo. Treo tạm cho anh ấy thì mình mới lên mình nấu thôi. Ừ. Nhá. Đi xuống dưới xem. À, báo có nhiều đấy. Báo nhiều gà. À, gà gà thả vườn gà chạy bộ đấy. Gà đấy. Wow. Leo núi gà leo núi. Mấy chục con đó mà. À. Mấy chục có mấy chục có con. Mấy chục con đấy mà. Nó cứ nằm trên cái cây này này, nó nằm ấy, nó chả có nằm chuồng. À đúng gà leo cây khế đó. Trên đó anh ạ, gà leo cây khế. Nằm trên cây này. Cho nên là cái gà này có ăn được không bạn? Không, không ăn được. Có ý rồi đó. Anh mà anh qua này không ổn rồi. Không ngon quá. Thế thấy con gà nhỏ thế này nhưng mà lâu lắm rồi đấy mọi người ạ. Nó cũng phải gà, đúng gà chạy đôi đó, gà chạy đôi 6-7 tháng mới được như này đấy. Không phải là nhỏ nhưng mà nó dai rồi thịt gà đôi. Tì linh tinh vậy, tì vẫn tha cái chậu cái côn mà lọ. Nước đắng xả vào mì, mì cả. Ta tận dụng mọi thứ. Gà, rang. Thịt cút động cũng làm có mỗi thịt thôi mà cũng làm cho lắm món ghê. Trưa rồi mọi người ạ, anh em nghỉ trưa để ăn cơm xong lại chiều tiếp tục chiến đấu. Còn chiều nay là chắc là bữa ra luôn rồi đấy. Anh mà tôi ăn được ỏ rồi con. Hôm nay là ăn tặng mấy món này thôi. Đạo diễn là Thịnh. Đây chú đây này, đây là chính bếp bếp kiểu bếp phó. À bếp trưởng à, đây bếp phó à. Đấy. Bây giờ là anh em ngồi lại để loa tạm để chiều tiếp tục. Không mà khả năng chiều này nghe chừng khi còn mưa chứ. Mỗi lần mà cá thì mua số nó dài rồi mà. Đang chờ phân tìm nữa nó sẽ phân tê. Ông là ông mới trong có mấy anh em nữa với lại anh em thượng sát. Trong hồ tăng tản. Thì anh em chúng con cũng ăn cơm đây, thì mời mọi người ăn cơm với anh em chúng con ạ. Đang làm thì mưa rào to rồi. Loại gì cái này mưa to hẳn được không ạ? Mưa rào luôn rồi. Không có ai nhảm đâu. Còn hầu như thế nào đó, đến đây mà bây giờ cái con của bác.
Sụp lên rồi. Mưa không làm được việc. Chịu để mưa.